Xuống sói nhanh Lighting pro mở bố cục game và mở ô hành động, mở map phím, tạo một phím chọn macro, đặt tên và gắn phím macro, ấn vào chỉnh sửa, tạo thao tác, nhấn ngủ, nhấn ngủ, nhấn ngủ. Để thời gian, nhấn 110, ngủ 1 100, nhấn 20, ngủ 2 130, nhấn 30, ngủ 30, ấn vào chỉnh sửa thao tác, một kéo vào xuống sói, hai kéo vào mở hành động ba kéo vào hành động bất kỳ, lưu lại và thưởng thức. Khi xuống sói nhả Asdu ra nếu không lỗi. Súng sói nhanh tay lai diên pedal, mở bố cục game và mở ô hành động, mở map phím, tạo phím ảo, chọn macro, đặt tên macro, ấn vào chỉnh sửa macro, tạo thao tác, nhấn ngủ nhấn ngủ nhấn ngủ. Để thời gian nhấn 1 10, ngủ 1 100, nhấn 2 10, ngủ 2 130, nhấn 3 10, ngủ 3 10, ấn vào chỉnh sửa thao tác, 1 kéo vào súng sói, 2 kéo vào mở hành động, 3 kéo vào hành động bất kỳ, lưu lại và thưởng thức. Súng sói nhanh nhớ nhả di chuyển ra nếu không lỗi. FT Mobile mang đến sự khác biệt.